Nàng tiên cua. Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng chài nọ, có chàng trai nghèo mồ côi từ nhỏ. Của cải cha mẹ để lại cho chàng chẳng có gì ngoài chiếc thuyền nan nhỏ cùng với món nợ của nhà lão bá hộ mà cha mẹ chàng chưa kịp trả hết. Hằng ngày chàng nối nghiệp cha buông thuyền ra khơi đánh cá kiếm sống qua ngày. Cho tôi gửi tiền cá. Dạ cháu xin. Tiền của tôi? Tiền nào của mày? Tiền này là của ông. Lấy sổ ra chép lại đi cho ông. Thằng đậu tiếp tục trả cho ông bá hộ tổng cộng 1 đồng. Đấy của tôi là 2 đồng. Sao lại ghi vào đó có 1 đồng là sao? 1 đồng lãi mẹ tức là lãi của bố mẹ mày. Còn 1 đồng là lãi con tức là lãi của mày ấy. Con ạ, nghe rõ chưa? Ông tính vậy đến bao giờ tôi mới trả hết tiền cho ông đây? Đó là chuyện của mày. Đời cha của mày không trả được thì đời mày phải trả. Mày không trả hết thì đời con mày trả tiếp. Mày không lo trả cho tử tế thì ông đến đốt nhà mày rồi thì hết đường đánh cá luôn, nghe không con? Trời ơi, sao hôm nay không kéo được con cá nào vậy trời? Ôi trời ơi, lại có duy nhất một con cua đá. Đẹp quá à. Ê, cua à, cứ từ từ để ta gỡ lưới ra. Dễ dụa hoài vậy là dễ bị đau lắm đó. Từ ngày đem cua đá về nhà nuôi, chàng đánh cá côi cút cứ quấn quýt với cua không rời. Dần dần, chàng coi cua như một người bạn tri kỷ của mình. Ngày ngày trò chuyện tâm giao, những chuyện buồn vui chàng đều chia sẻ cho cua đá nghe. Cuộc sống của chàng trở nên vui vẻ và đỡ buồn, cô đơn hẳn cho đến một ngày. Cua ơi, ta về rồi nè, hôm nay ta kiếm được nhiều cá lắm nè. Trời ơi, cua của ta đâu rồi? Cua ơi, cua đâu rồi? Ông là ai? Con đang muốn tìm con cua đá phải không? Con cua ấy chính là nàng tiên Úc hóa thân. Thương con côi cút nên nàng đã xin với Ngọc Hoàng xuống trần để bầu bạn với con đó. Ông nói thật ư? Nghĩ con chưa về nên hôm nay nàng đã trút bỏ lớp vỏ cua để đi thăm thú quanh đây. Do ta thấy con thật thà tốt bụng, lại chăm chỉ chịu khó làm ăn nên ta muốn giúp con cưới được nàng tiên cua ấy làm vợ. Con cảm tạ ông đã thương đến tình cảnh của con. Ông có thể nói cho con biết làm cách nào để con giữ được và cưới nàng làm vợ đây thưa ông? Nàng tiên cua đã giấu lớp vỏ của mình trong hang kia. Con mau hãy giấu cái vỏ đi. Hãy mau giấu cái vỏ đi. Quả đúng như lời ông tiên nói, chàng đánh cá chạy ngay đến cái hang và thấy chiếc vỏ cua đá trống rỗng được đặt trong hang. Chàng đã giấu kín vỏ cua đi. Vừa xong xuôi việc thì bỗng nhiên nàng đừng mất công tìm kiếm chiếc vỏ nữa. Vốn lâu nay nàng đã là người bạn tâm giao của ta. Nàng xin nàng hãy bằng lòng ở lại đây kết duyên cùng ta được không? Thiếp... nhưng thiếp là... Được rồi, ta đã biết hết rồi. Nàng là nàng tiên Úc. Thực tình vốn nàng muốn xuống đây để làm bầu bạn với ta, phải không? Chàng đã có lời thì thiếp cũng xin thuận theo chàng. Kể từ đó, nàng tiên cua đã ưng thuận làm vợ chàng đánh cá mồ côi, hiền lành và tốt bụng. Cuộc sống vợ chồng của hai người vô cùng hạnh phúc, ấm êm, nhưng rồi... Thật là không xứng chút nào. Một tên khố rách áo ôm như thằng mồ côi đánh cá mà lại cưới được người vợ xinh đẹp thế kia. Phí, phí quá. Không được, ta nhất định phải có được nàng. Bay đâu, theo ta sang nhà thằng đánh cá mồ côi đi. Thưa ông bá hộ, chẳng hay ông sang đây có chuyện gì không vậy? Con còn nhớ mới trả nợ cho ông hôm trước rồi ạ. Ông nghĩ lại rồi, không cho mày khất nữa. Mày phải trả bằng hết số nợ gốc cho ông. Vậy thì xin ông thư thư thêm thời gian cho con. Con sẽ kiếm đủ tiền trả cho ông. Chứ giờ con biết lấy đâu ra tiền để trả ngay cho ông được ạ? Không lấy đâu ra tiền thì... lấy vợ mày ra gán cho ông là xong. Vợ đẹp thế này mà nghèo rớt mồng tơi như mày, lấy gì mà nuôi, rõ phí. Ông nói có phải không chúng bay? Phải rồi, phải rồi.
Ông đừng có mà giỡn trò. Không đợi nào, ông cứ về đi. Tháng sau nhất định tôi trả hết tiền cho ông. Đợi mày trả được hết nợ cho ông, có mà đến một thất con ạ. Không nói nhiều, mày đâu, mau bắt nàng về cho ta. Buông ra, buông ra, thả ta ra, thả ta ra. Không được bắt vợ của ta, không được bắt người tùy tiện. Mày có giỏi thì cứ kiện ông đi xem. Chỉ có bà con kiến kiện củ khoai thôi con ạ. Chàng ơi, chàng còn nhớ nơi mà lần đầu vợ chồng mình gặp nhau không? Ở cửa hàng ấy. Vợ, vợ ơi. Cửa hàng chàng ơi. Phải rồi, cửa hàng. Lẽ nào nàng muốn ta mang chiếc vỏ cua về cho nàng? Mau, mau lên. Nhà ông bá hộ có cổ cưới lớn. Các người chịu khó thì sẽ được thưởng to. Mau lên đi. Thưa bà, tôi được sai mang nước vào cho bà rửa mặt ạ. Chàng. Nàng, hãy mau trốn đi. Mọi việc cứ để ta ứng phó cho. Chàng đừng lo, thiếp đã có cách để cả hai ta cùng trốn thoát khỏi nơi này rồi. Ông ơi, nó trốn mất rồi. Mau, mau đuổi theo ngay. Hãy bắt bằng được nó về cho ông. Lão, lão thật. Phen này ông bắt được thì đừng có hòng. Ông bẩm thưa ông, chúng con thấy thằng đánh cá mồ côi đang đi về phía biển. Mau, mau đuổi theo ra phía biển đi. Mau bắt lấy chúng nó cho ông. Vợ đẹp của ông, con nợ của ông, mất hết cả rồi. Bây đâu, mau về châm lửa đốt hết nhà cửa, vườn tược của nó cho ông. Lão bá hộ để tuột mất nàng tiên cua và chàng đánh cá khiến lão nổi giận điên cuồng. Nhưng bất chợt mây đen sấm chớp nổi lên đùng đùng, một tiếng sét nổ vang khiến lão bá hộ ngã vật xuống. Còn vợ chồng chàng đánh cá sau bao ngày lênh đênh trên sóng nước đã dạt vào một hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Họ đã ở lại đó và sống cuộc sống bình yên hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Những quả lê may mắn. Đúng là cái số mình xui xẻo đủ được. Ai chết, để bà lao đầu cho đã nào. Cháu giận vì ba mẹ mà hùng hục tự đi về để mắc mưa thế này cơ chứ. Mà hôm nay cháu tan học sớm vậy. Hôm nay trường được nghỉ chiều để diễn tập cho hội thao ngoại ơi. Cháu lại trượt đội bóng rổ rồi. Tại cái số cháu nó xui, bình thường chả sao. Đến lúc thi chọn đội hình thì toàn đánh trượt. Cái thằng bé này, số má cái gì, bé tí tuổi mà cứ như ông cụ non á. Thật mà bà, cháu chưa bao giờ gặp Mai cả. Mà ước trở thành vận động viên bóng rổ của cháu sắp tan thành bong bóng rồi. Sao có người thì may thế, như thằng Kiên ấy. Kiên may sao hả cháu? Thì bình thường đánh bóng rổ chẳng hay bằng cháu. Vậy mà hôm đi thi nó lại đánh rất ngầu. Thế là được thầy chọn đi dự hội thao rồi. Thì có phải ai cũng được như thằng Kiên đâu. Cháu yêu bóng rổ vậy, bà cũng nhìn cháu đánh rồi. Cháu là một tay bóng cừ đấy chứ. Giờ lại thi trượt thì không buồn sao được. Nhưng cũng không nên vì thế mà đổ tại số mình xui xẻo được. Cháu chắc chắn luôn đấy bà. Không chỉ chuyện bóng rổ, ra đường cháu cũng gặp mưa gió đùng đùng. Có cái ô cũng bị cán rách bươm nữa. Xem ra cháu rất giống bác thợ tiện trong một câu chuyện cổ tích về vận may. Bác ta cũng khẳng định rằng mình chưa bao giờ gặp may mắn y như cháu vậy đó. Bà lại trêu cháu rồi. Với lại cháu lớn rồi chả thích chuyện cổ tích nữa đâu. Ừ nhỉ, cháu bà hẳn 9 tuổi rồi. Lớn ghê á. Nhưng mà bà thấy giống lắm. Cháu không tin thì nghe thử bà kể xem. Hả, thật không bà? Thuở ấy, đã lâu lắm rồi, có một bác thợ tiện nghèo chuyên làm các loại ô, cán,
quai và làm nhẫn, chỉ đủ nuôi miệng mà chẳng dư giả tí gì. Sắp phải đi đưa hàng trong thị trấn thì lại mưa to chứ, đúng là cái số mình xui xẻo đủ đường. Quanh ngôi nhà và khu vườn của bác thợ tiện mọc đầy rẫy những bụi cây dại, bởi cây gì trồng cũng chả lên nổi. Chỉ duy nhất có một cây lê, nhưng nó chẳng ra được quả nào. Ấy vậy mà vẫn may lại nằm ở cây lê không ra quả đó, nằm trong một quả lê vô hình. Hey, người xui nên vật cũng xui theo, thường thay. Mà biết sao, cái số đã định. Số nó đã không cho quả là bị bão quật gãy cả cành thế này. Mình tiện mấy quả lê gỗ cho tụi nhỏ chơi vậy. Dưới bàn tay khéo léo của bác thợ tiện, khúc gỗ vô tri đã trở thành những quả lê gỗ lớn bé xinh xắn mà bọn trẻ con bác thích thú vô cùng. Wow, tuyệt quá, cây lê nhà mình cho quả gỗ mới hay chứ. Những ngày nắng để bọn trẻ nô đùa như thế rất hiếm hoi. Còn lại ở đất nước bác thợ tiện ở, mưa gió liên miên, vật dụng thiết yếu gắn với mỗi người chính là chiếc ô. Bác thợ tiện nhận được đơn đặt hàng chính là tiện những cán ô. Ấy thế nhưng chính nhà bác cũng có mỗi một chiếc ô để dùng, đã thế còn suốt ngày bật chớp. Xô xui, xui thế là cùng. Đến cái ô cũng suốt ngày bung chớp. Gió thổi mạnh tí cái là bung, cụp xuống cũng bung. Chẳng tìm thấy cái nút đâu. Nhưng thứ này cũng dùng thay tả mấy chứ. Và thế là bác thợ tiện khoét một cái lỗ vào quả lê, xâu một sợi dây qua đó, và quả lê bé xíu rất vừa để thay thế cái vòng nọ làm thành cái chớp ô. Không ngờ cái chốt này lại quá tuyệt. Không lâu sau đó, khi gửi đơn hàng cán ô vào thị trấn, bác thợ tiện không quên gửi kèm những quả lê gỗ tí xíu và xin người ta dùng thử nó làm nút buộc cho cái chớp ô. Và những quả lê gỗ tí xíu ấy đã tới được nước Mỹ. Ở đó người ta thấy chúng dùng làm nút buộc chớp ô tốt hơn nhiều những cái nút bình thường khác. Thế là bác thợ tiện nhận được đơn đặt hàng làm những nút buộc ô bằng những quả lê gỗ nhỏ xíu với số lượng rất lớn, hàng nghìn quả lê gỗ ra đời cho tất cả những cái ô. Cả cây lê được chặt xuống và tiện thành những quả lê nhỏ. Những quả lê nhỏ ấy lại mang đến những đồng tiền lớn cho bác và gia đình. Một thời gian sau, với số vốn tích góp được, bác thợ tiện đã mở một xưởng sản xuất. Xưởng của bác giờ không chỉ là xưởng tiện những đồ gia công nhỏ lẻ nữa, mà có thể sản xuất trọn vẹn thành phẩm, chẳng hạn như một chiếc ô hoàn thiện. Thật không ngờ phận may mà mình nghĩ là chả bao giờ mình có được lại nằm trong quả lê. Chớp ô bằng những quả lê gỗ nhỏ ấy chính là tiền đề để làm nên những chiếc ô với chớp chắc chắn, tiện lợi ngày nay mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Cháu không ngờ chiếc ô chắc chắn mà mình dùng ngày nay lại có khởi nguồn từ quả lê may mắn ấy. Và từ một người mà tưởng như vận may đã bỏ quên mình. Thế đấy, có những người lúc nào cũng gặp may, có người chỉ gặp vào mùa nào đó nhất định, vào ngày nào đó nhất định, thậm chí có những người chỉ gặp nó một lần trong đời, nhưng nhất định là chúng ta đều có gặp đó cháu ạ. À, cháu đang nghĩ quả lê gỗ may mắn ấy có chút gì giống với quả táo rơi xuống đầu Newton, và rồi ông nghiệm ra định luật vạn vật hấp dẫn mà bố cháu đã từng kể. Rất giống, mỗi người sinh ra trên đời đều được tạo hóa gửi theo một món quà may mắn, đặt ở một nơi ta ít ngờ đến nhất. Bà ơi, cháu rồi cũng sẽ tìm thấy món quà may mắn của mình bà nhỉ? Sẽ thấy, chỉ cần cháu tiếp tục cố gắng thôi. Chẳng như việc vào đội bóng rổ,
cháu có thể thử sức ở cuộc thi khác kia mà. Dù thế nào, cháu cũng không từ bỏ việc tìm lấy một quả táo hay quả lê may mắn của mình chứ. Cháu nhất định sẽ tìm thấy bà ơi, cháu hứa với bà đấy. Vua Ma Chát và cậu bé đốt lò thông minh. Ngày xưa, thời vua Ma Chát trị vì, ông thường đi đây, đi đó để tìm hiểu cuộc sống của muôn dân. Nơi vua đến lần này là một nơi khá trù phú, vốn là nơi ở của một lãnh chúa nọ, luôn tự nhận mình là thông minh nhất thế gian. Lãnh chúa có một cậu bé đốt lò thuê. Mình chỉ cần làm việc chăm chỉ, ít năm nữa trả nợ đủ cho cha, rồi mình sẽ lại được đi học thôi. Dù cậu bé làm việc rất chăm chỉ, nhưng vị lãnh chúa không những không thấy hài lòng, mà còn thấy chướng mắt. Nè, ngươi đang làm cái trò gì thế hả? Đúng lúc đó, nhà vua và đoàn tùy tùng cũng vừa bước tới tòa lâu đài. Dạ, con đang tranh thủ chặt củi để tối đun nước cho ngài tắm ạ. Chặt thì chặt đống củi ẩm kia đi, ai bắt ngươi chặt hết đống củi khô của ta để đun nước hả? Thưa ngài, đun phải đun củi khô, chứ trần đời con có thấy ai mang củi ướt ra để đun đâu ạ. Đun củi khô thì bình thường quá rồi, người thông minh thì phải biết cách để đun củi ướt. Ngươi làm việc cho một lãnh chúa thông minh nhất vùng thì phải biết cách để làm điều đó chứ. Nhưng mà thưa ngài, đó là việc của ngươi, hãy nghĩ cách để chiều nay đống củi này khô, ngươi nghe chưa? Nếu không ta sẽ cho ngươi một trận ra trò. Cái gì? Bắt cậu bé nghĩ cách để đống củi ướt trở thành khô trong tích tắc ư? Thật là một yêu cầu vô lý. Tên kia là lãnh chúa của vùng này ư? Dạ đúng vậy. Theo thần tìm hiểu thì đó là một tên ngốc đích thực, nhưng luôn dương dương tự đắc mình là người thông minh nhất thế gian. Hắn luôn đưa ra những yêu cầu vô lý để lấy cớ đánh đập người làm. Ta sẽ cho hắn một bài học đích đáng. Ông là ai vậy? Sao lại tự tiện đi vào nhà tôi? Có biết đây là vùng đất của ai không hả? Người có biết đây là ai không mà ăn nói hỗn xược như vậy? Đây là... Ta đi ngang qua đây, có nghe nói rằng ngươi là một người thông minh nhất thế gian. Điều hiển nhiên ấy, ai ở vùng đất này mà chẳng biết chứ. Chẳng giấu gì ông, ở cái vùng này, nếu tôi thông minh số 2 thì chẳng còn ai là số 1 cả. Thật vậy ư? Tất nhiên là thật rồi. Nói thật thì ta thông minh nhất đất nước này luôn, ngay cả đức vua xứ này cũng không sánh kịp ấy chứ. Cái gì? Người tỏ gan thật, dám so sánh với đức vua sao? Người có biết người đứng trước mặt ngươi đây chính là đức vua không hả? Quả này ngươi chết chắc rồi. Ngươi dám mạo phạm đức vua sao? Thì ra là đức vua. Con quả thật là có mắt như mù, xin người hãy tha tội chết cho con. Tội xúc phạm hoàng tông, đáng bị tội tử hình. Xin đức vua tha tội cho hạ thần. Thật là kẻ có mắt như mù, xin tha tội chết cho thần. Lẽ ra ta đã cho người xử tử ngươi luôn rồi, nhưng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi nói ngươi là người thông minh nhất thế gian này, vậy nên ta sẽ cho ngươi 3 câu hỏi và ngươi phải trả lời đúng những câu hỏi của ta. Nếu trả lời sai, chứng tỏ ngươi là một kẻ khoác lác và ngày mai ta sẽ trừng phạt ngươi. Những 3 câu đố ư? Đúng vậy, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Câu thứ nhất là có bao nhiêu vì sao trên bầu trời? Cái gì? Có bao nhiêu vì sao trên bầu trời ư? Câu hỏi thứ hai, trọng tâm của thế giới nằm ở đâu? Và câu hỏi thứ ba, niềm hạnh phúc ở xa nỗi bất hạnh như thế nào? Lại cả trọng tâm của thế giới, niềm hạnh phúc khác xa nỗi bất hạnh ư? Đúng vậy, ngươi chỉ có thời hạn một ngày, ngày mai hãy vào cung gặp ta. Nếu không nhận được câu trả lời đích đáng, ta sẽ cho lính xử tử ngươi vì tội khoác lác và chế giễu hoàng tộc. Ở trọng tâm của thế giới, bao nhiêu vì sao trên bầu trời ư? Biết trả lời sao đây? Sao rồi, ông có câu trả lời không? Tôi cũng chịu thôi, câu đố của nhà vua khó thật. Trời ơi, chẳng lẽ không ai giải được câu đố này ư? Quả này ta chết chắc rồi, không
quay ở vùng này trả lời được ba câu đố đó. Thế là hết thật rồi. Ôi trời ơi, khốn khổ cái thân ta. Người không có mắt à? Đi mà không nhìn đường vậy sao? Con mang trà vào cho ngài. Có chuyện gì mà trong ngài đăm chiêu vậy? Con nói với ngươi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhà vua có giao cho ta ba câu hỏi và gia hạn hôm nay ta phải trả lời được. Nếu không, ta sẽ bị xử tử vì tội xúc phạm đức vua. Lúc đó, ngươi cũng không thể làm việc tại đây được đâu. Không được làm việc ở đây thì mình sẽ lấy tiền ở đâu để phụ giúp cha mẹ ở đây? Không được. Câu hỏi là gì vậy thưa ngài? Nhà vua hỏi có bao nhiêu vì sao trên bầu trời, trọng tâm của thế giới nằm ở đâu, và câu cuối cùng, nỗi bất hạnh ở xa niềm hạnh phúc và sự may mắn như thế nào? Có thế thôi sao thưa ngài? Thế thì có gì đáng phải lo nghĩ đâu ạ. Ngươi thật nói cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi có câu trả lời ư? Tất nhiên rồi thưa ngài. Con sẽ xin giải đáp với một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Ngài và con sẽ đổi quần áo cho nhau. Con mặc quần áo của ngài và giả trang thành lãnh chúa. Còn ngài mặc quần áo của người đốt lò. Chỉ như thế con mới có thể tiếp kiến nhà vua. Ngươi nói câu trả lời cho ta không được sao? Nhất thiết ta và ngươi phải đổi quần áo cho nhau hả? Không được. Nhất thiết ngài phải đổi quần áo cho con. Vì nếu chẳng may nhà vua có hỏi thêm nhiều câu khác nữa thì con còn trả lời được. Chứ ngài chắc chắn sẽ không trả lời được đâu. Ngươi nói cũng có lý. Ngày mai chúng ta sẽ đổi quần áo cho nhau. Chỉ còn cách đó thôi. Nếu không, vua ma chát tới đây, ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nào, hãy nói cho ta biết ngươi có giải được những câu hỏi của ta không? Nếu không, ta sẽ cho lính xử tử ngươi ngay tại chỗ. Hạ thần đây thưa đức vua. Tất nhiên là thần giải được các câu đố của ngài rồi. Tốt, vậy câu hỏi đầu tiên của ta là có bao nhiêu vì sao trên bầu trời? Này, Zanxi, hãy dắt con lừa ra đây cho ta. Dạ. Đâu vậy hả? Có bao nhiêu lông trên thân con lừa này thì có bấy nhiêu vì sao trên bầu trời. Nếu bệ hạ không tin, cứ đếm thử ạ. Câu trả lời rất hay. Thế còn câu hỏi thứ hai của ta, trọng tâm của thế giới nằm ở đâu? Thưa bệ hạ, trọng tâm của thế giới là ở đây. Nếu bệ hạ không tin, xin mời đo thử cả thế giới ạ. Câu trả lời cũng rất hay, người khá thông minh đấy. Thế còn câu hỏi thứ ba của ta, sự may mắn ở xa nỗi bất hạnh như thế nào? Tâu bệ hạ, như hạ thần hôm qua, còn là một kẻ đốt lò, hôm nay đã là một lãnh chúa đó ạ. Đó là sự may mắn đối với thần và là nỗi bất hạnh với lãnh chúa thật sự. Thì ra ngươi là cậu bé đốt lò hôm qua ư? Khá khen cho ngươi, một cậu bé thông minh mà lại phải làm việc cho tên lãnh chúa độc đoán lại tự kiêu kia. Ngươi dám lừa ta. Cậu bé đốt lò và tên lãnh chúa hỗn sự ngu ngốc kia, hãy nghe đây. Từ giờ cậu bé kia sẽ là lãnh chúa, là chủ mới của tòa lâu đài này. Còn tên lãnh chúa thật sự kia sẽ phải làm công việc đốt lò phục dịch cho cậu bé đến hết đời. Nếu ta biết tên lãnh chúa kia còn có ý định chế giễu bóc lột người khác, sẽ bị ta trừng trị thích đáng. Các người nghe rõ cả chưa? Đa tạ ân điển của đức vua anh minh. Kể từ đó, cậu bé thông minh kia đã trở thành chủ sở hữu của tòa lâu đài. Còn tên giáo chủ ngu dốt kia phải đốt lò phục dịch cho cậu bé đến hết đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.